nặng hơn. Kéo nó cả xuống gì đấy giống lúc nãy. Mẹ con cái này mà con khác thì
Tại vì cứ quăng lên thấy là sau đốc cái em chạy luôn. Chài mình khả năng là nó ao sâu cái là không kịp sửa. Cái này là đã vào quăng nó úp được rồi, khó khó phá được. Trên này nhiều lắm. Trong này hơi bị hơn đấy. Ở trên kia kìa. Đó là em vóm úp. Úp một phát có mẹ hai sâu sơn. Cái loại cứ cân hai con với lại cân ba con. To loại này nhiều, to gấp đôi vậy. Bắt mà một buổi sáng nên bắt tận 2 giờ chiều. Mùa đông đông vừa rồi này. Bã cả tay ra cơ mà. Bắt cẩn thận lắm đấy mà vẫn bị đầu hết cả tay rồi. Nhiều cân đừng có hơn gần 3 tạ. Nó 7-8 nghìn cân không, nếu mà chị bắt này ngày cả triệu hơn triệu đấy anh ạ. Có số bảo hôi gì không, họ to này họ nhận hết làm chung mùa lắm là bán hết. Chích cứng rồi.